nào cũng bắt mình ở lại dọn dẹp cho tụi nó về hết trơn. Còn lại ở đây giao cho cậu hết đó, Nobita. Nobita, nhờ cậu làm giùm hết đó nha. Cậu cố gắng lên nha. Nhà cậu hết đó. Thiệt tình à, sao tụi nó lại ích kỷ như vậy chứ. Ghét ghê. Sao vậy, có mình em dọn thôi hả? Mấy bạn cùng trực với em đâu mất tiêu rồi. Dạ mấy bạn về hết rồi thầy ơi. Em nói cái gì vậy? Vậy là chỉ có một mình em ở lại dọn dẹp thôi hả? Nobita! Em giỏi lắm, em đúng là học sinh gương mẫu của thầy mà. Thiệt tình thầy không ngờ em lại chịu thương chịu khó tới như vậy. Thầy phải thay đổi cách nghĩ về em thôi. À, mình chọn nghề giáo này quá thiệt là đúng mà. Từ bây giờ em hãy tiếp tục cố gắng như vậy nghe. Em rất là đáng khen. Dạ. Thầy đi à. Được rồi, mình phải cố lên. Lâu lắm rồi mới được thầy khen về như vậy á, mình vui quá. Gì vậy? À, cậu về rồi hả? Sao cái mặt cậu nhòm nhở quá vậy? Nó nghe nè, Doraemon nói cậu nghe nè, bữa nay mình mới được thầy khen á. Cậu được khen hả? Là thầy khen luôn sao? Nghi ngờ quá. Mình nói thiệt chứ bộ, thầy đã siết chặt tay của mình rồi nói như vậy nè. Em giỏi lắm, từ bây giờ em hãy tiếp tục cố gắng đi nha. Mọi chuyện là vậy đó, mình muốn cho Doraemon tận mắt chứng kiến cảnh đó quá đi à. Muốn thì cũng được mà. Tua băng bằng người thật. Tua băng hả? Chính là nó. Nói cho mình nghe đi, thời gian và địa điểm lúc cậu được thầy khen á. Khoảng một tiếng trước khi mình về nhà, còn địa điểm xảy ra là tại lớp học của mình á. Địa điểm là lớp học nè. Rồi. Thời gian nhanh quá, mới đó tới giờ họp rồi. Mình có thấy chuyện gì xảy ra đâu Doraemon. Tại trường học cách đây xa quá thôi. À. Là thầy giáo kìa. Nobita, em đúng là học sinh gương mẫu mà. Thiệt tình thầy không ngờ em lại chịu thương chịu khó tới như vậy đó. Đúng là cậu ấy được khen thiệt luôn hả ta. Mình chọn nghề giáo này quả thiệt là đúng rồi mà. Bây giờ thầy phải đi họp rồi, thầy đi gấp lắm, tạm biệt em nha. Dạ, em chào thầy. Gì dạ, sao tự nhiên thầy lại tới đây chứ? Tất cả là nhờ cái này tua lại chuyện diễn ra trong thực tế đó. Tôi xin phép đi trước nha. Cái bảo bối này đúng là hay quá đi à. Cậu cho mình mượn nó một chút có được không? Đừng có hòng nha. Cậu mà mượn bảo bối của mình chắc chắn sẽ có chuyện nữa cho coi. Chuyện mà mình được thầy khen như vậy thiệt là chuyện tốt quá, nên mình muốn cho mẹ coi. Nếu vậy thì mình sẽ cho cậu mượn một lần nữa. Mẹ ơi. Mẹ ơi, bữa nay ở trường con được thầy giáo khen á mẹ. Hả? Con đang lừa mẹ đó hả Nobita? Thầy vì vậy con hãy đi làm bài tập về nhà đi thì hay hơn đó. Trễ mất tiêu rồi, mình phải nhanh nhanh đi họp mới được. Doraemon, cậu mau cho mẹ thấy đi, nhanh lên. Tuân lệnh. Thời gian và địa điểm mình đã lưu hết rồi nè. Bấm. Mình phải đi học gấp mà, nhưng mà không đi chỗ này không được rồi. Thầy tới rồi kìa. Nobita. Em đúng là học sinh gương mẫu của thầy mà. Thiệt tình thầy không ngờ em lại chịu thương chịu khó tới như vậy đó. Thầy phải suy nghĩ lại về em thôi. Thôi bây giờ thầy phải đi học gấp rồi. Thầy đi nghe. Em chào thầy, em cảm ơn thầy nhiều lắm nha. Đó, con nói thiệt mà đúng không mẹ? Phải. Vậy là cậu đã thỏa mãn rồi đúng không? Chờ một chút đi mà, mình cũng muốn cho Shizuka thấy cảnh mình được thầy khen nữa. Đừng có hòng. Ban nãy cậu vừa hứa với mình chỉ cho mẹ coi thôi mà, với lại thầy giáo rất là bận rộn. Phải rồi ha, nếu như bây giờ mình muốn coi lại chuyện khác không phải chuyện này thì đâu có vấn đề gì đâu, có đúng không? Nếu như vậy thì được. Cậu nói đi, thời gian và địa điểm ở đâu? Nhớ coi, hình như là khoảng 8 giờ tối hôm qua. Còn địa điểm chính là ở trong nhà bếp. Lúc đó có chuyện gì vậy ta? Mau lên cho mình coi nhanh đi Doraemon. Nhưng mà rốt cuộc cậu muốn coi chuyện gì? Giờ thì xong rồi, mình phải mang qua nhà Shizuka mới được.
Bữa nay thiệt tình sao mình thấy mệt quá đi. À, được rồi, bây giờ mình vô đây mình hớt tóc cho nhẹ người cái coi nào. Xin chào mọi người. À thầy giáo, mời thầy vào. Là cậu hả Nobita, cậu mau vào nhà đi. Nói nghe nè Shizuka, ban nãy ở trường á mình được thầy giáo khen á nha. Cha, cậu giỏi thiệt đó nha Nobita. Không chỉ có vậy đâu, cậu có muốn nhìn thấy thầy giáo khen mình thế nào không? Mình cho cậu tận mắt chứng kiến luôn. Nhưng mà làm sao mà mình thấy được chứ? Thì mình sẽ làm cho cậu coi ngay bây giờ nè. Để coi, thời gian là còn địa điểm. Bắt đầu thôi. Thầy ơi, em chờ thầy nãy giờ. Nobita, em đúng là học sinh gương mẫu của thầy mà. Thiệt tình thầy không ngờ em lại chịu thương chịu khó tới như vậy. Thầy phải suy nghĩ về em lại thôi. Mình chọn nghề giáo đi quá đúng mà. Thôi bây giờ thầy phải quay lại tiệm cắt tóc để cắt tiếp cho xong cái đã. Dạ em chào thầy, thầy rất giả cho thầy. Thầy đi à. Làm ơn để cho tôi yên đi, tôi sợ quá trời rồi. Sao kỳ vậy ta, chiếc giày của mình để ở đây đã mất tiêu rồi. Hả? Mẹ nói sao, mẹ mất chiếc giày nữa hả? Con cũng không thấy nó sao? Dạ con không thấy đâu hết. Lúc nãy mẹ chắc chắn là nó vẫn còn ở đây mà. Dạ con hiểu rồi bác, để con tìm thủ phạm lấy nó cho bác nha. Để coi, quay ngược thời gian lại một chút là được. 90 phút trước nè, 60 phút trước nè, 45 phút trước nè, 35 phút trước nè. Hả? Con tay đường đang đi ngược kìa. Hư quá, con được khai giày như vậy nữa, ngay như ta rồi. Sunio kìa. Sunio. Là Nobita hả? Nè, bộ đây có chuyện gì mắc cười lắm hả? Phải rồi, cười muốn té ghế luôn đây nè. Là chuyện gì vậy? Cậu muốn biết không? Phải đó, cậu kể mình nghe mau đi. Chuyện là vậy nè. Mình nói cho nghe trai anh á, ban nãy cậu ấy đã đi qua khúc này đạp trúng cái vỏ lon té chỏng rộng lên trời luôn á. Trời ơi, mấy chuyện như vậy mình phải coi mới vui chứ. Để mình coi là cái trời. Mà lúc cậu nhìn thấy cha anh té chỏng mông là lúc nào vậy Sunio? Cách đây khoảng 10 phút á. Được rồi, còn địa điểm là chỗ nào? Thì ngay chỗ này luôn chứ đâu. Được rồi. Mà sao cậu coi được? Bắt đầu thôi. Tụi mình sắp được coi lại cảnh đó rồi. Tha hồ mà cười luôn á nha. Không biết là có đến nhanh hay không nữa. Đến rồi kìa. Cái vỏ lon với lại chai anh cùng tới một lượt luôn kìa. Tại sao lại vậy á? Sao Nobita, cậu thấy có mắc cười hay không? Cười đau bụng luôn rồi nè. Hai cậu dám cười mình một cách lộ liễu như vậy sao? Muốn coi lại lần nữa không Sunio? Muốn chứ sao không muốn. Vậy thì để mình bấm tua lại lần nữa nha. Cười cái gì mà cười hả? Mình coi lại lần nữa cho vui nha Sunio. Thôi đủ rồi mà. Thêm lần nữa nè. Ba về rồi. Đi làm có mệt lắm không anh? Em đã chuẩn bị bồn tắm nước nóng sẵn cho anh rồi. Để anh tranh thủ đi tắm trước. Dạ. Nobita, mình đã nói câu được rồi mà. Thêm lần nữa thôi. Ba ơi, ba có biết không, bữa nay con được thầy giáo khen. Thiệt hả Nobita, con giỏi thầy lắm. Thầy ơi, cho em xin lỗi nha. La 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 la. Được rồi, nhờ thầy giáo tới đây khen em lần nữa nha thầy. Ba ráng chờ chút nha, thầy giáo sắp tới rồi. Ai, biết vậy mình không đem bảo bối này ra đâu. Thiệt tình thấy có lỗi với thầy á. Hả? Xin chào cả nhà. Em chờ thầy nãy giờ luôn đó thầy ơi. Bữa nay em lại đi học thầy nữa không hả? Thầy đã nhắc em bao nhiêu lần rồi. Em tính chừng nào em mới chịu bỏ cái thật xấu này đi. Bây giờ em mau ra hành lang đứng cho thầy. Nhanh lên. Tại sao? Tại sao lại vậy chứ? Trời ơi Nobita, cậu chọn sai thời gian rồi nè.
Nobita, con lại đi học thể nữa hả? Con xin lỗi mà ba. Thế nào con cũng nằm nước hết trơn á. Thầy ơi, thật sự là xin lỗi thầy nha. Nếu như thầy cần xin mời thầy dùng một cấm của nhà chúng tôi. Tiền chôn giấu của Nobita. Vậy được rồi. À, Shinio, đó là cái máy gì mà lạ quá vậy? À, Nobita hả? Đây là máy thám hiểm đáy biển đó. Anh Shinigami sắp sửa đưa tụi này tới hồ Okutana. Tụi này sẽ tìm ra số tiền chôn giấu dưới đáy hồ nước Okutana. Hai cậu tìm tiền chôn giấu hả? Bộ cậu không xem tin tức gần đây sao Nobita? Không biết truyền thuyết về kho báu được chôn giấu dưới đáy hồ Okutana hay sao? Tệ quá. Hình như là mình có nghe đài nói rồi thì phải. Kho báu chôn giấu chính là niềm đam mê của Nam Nhi. Nobita, cậu có muốn đi chung với tụi này không? Mình đây, mình muốn đi, mình muốn đi lắm á. Nhưng thật là đáng tiếc, hành lý nhiều quá sẽ hết chỗ cho cậu rồi. Tạm biệt Nobita. Thưa mẹ, con mới về. Tại hồ nước Okutana này vẫn còn lưu một truyền thuyết đầy đau thương từ xa xưa. Mẹ ơi, con thời về gian rồi nè. Nhìn về năm 400 trước công nguyên, công chúng đang quan tâm tới một truyền thuyết kỳ bí. Thời xa xưa, vị lãnh chúa lãnh địa rộng lớn này là một người rất tài ba. Ông đã hỏi cưới một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần của xứ láng giềng về làm vợ để có người chăm sóc cho mình. Và số của hồi môn mà nàng đem theo trên đường về làm dâu là 3.000 lượng. Nếu quy đổi ra giá trị tiền hiện tại thì sẽ tương đương 60 triệu yên. Tuy nhiên, đang đi thì đoàn đưa dâu của công chúa bị một đám sơn tặc tấn công. Nàng công chúa tội nghiệp không muốn mình bị rơi vào tay bọn sơn tặc gian ác, nên nàng đã ôm chiếc rương chứa 3.000 lượng và gieo mình xuống hồ nước ngay chỗ bị sơn tặc mai phục. Vài ngày trước, có người đã tìm thấy những đồng tiền cổ tại hồ nước nói trên, nên sau đó rất nhiều người đã đổ xô tới đây tìm kiếm kho báu. Mà phát ham quá. Sau đây là bản tin thời tiết. Thời tiết ngày mai tương đối cái gì mà dâu dâu chứ có đâu mà mưa. Chiều có mây nhưng không mưa. Làm gì mà nói giận dữ vậy? Lại bị trai anh và Shinio nói gì rồi đúng không? Hai cậu ấy khoe là sẽ đi cùng với anh Shunekichi tới hồ nước nổi tiếng đó tìm kho báu bị chôn rồi. Nếu đã như vậy, sao cậu không xin đi chung với nhóm luôn hả? Đời nào mà hai cậu ấy cho mình đi theo chung mà xin chứ. Rồi còn cái truyền thuyết đó nữa, chắc chắn chỉ là chuyện bịa đặt mà thôi. Nobita, đã gọi là truyền thuyết thì tức là câu chuyện đó phải dựa trên một sự kiện có thật trong quá khứ chứ. Hồn hào quá, hồn hào quá đi. Cậu có giỏi thì hãy chứng minh là câu chuyện đó có thật đi. Không biết chuyện đó có thật bao nhiêu. À đúng rồi, dùng cổ máy thời gian quay về là được mà. Được. Quay ngược thời gian về năm thứ 400 tại hồ Okutana. Không biết là tụi mình có gặp được công chúa liền không ha. Nghe đồn là chỗ này sơn tặc thường xuyên mai phục đi cướp lắm đó nha. Ghê quá vậy. Chết rồi, sơn tặc xuất hiện. Cậu có sao không Nobita? Sơn tặc đâu, chỉ cho ta đi. Sao lại có chuyện như vậy được chứ? Nhưng mà giống quá chừng luôn kìa. Thì ra đây chỉ là một đứa bé và một con chuồn. Nói cái gì vậy chứ? Mình đâu phải là chuồn. Mấy tên hầu cận của ta đâu rồi? Hai người đàn ông hồi nãy bỏ chạy đâu mất tiêu rồi. Chạy rồi sao? Thật vô dụng. Đã vậy thì hai người hãy thay chúng dắt mớ hành lý này cho ta đi. Hả? Tụi này phải dắt sao? Đúng. Đây chính là mệnh lệnh của công chúa đó. Công chúa? Ở đâu vậy? Ở đâu? Không lẽ thì ta chính là công chúa đây nè. Đây chính là nàng công chúa nổi tiếng trong truyền thuyết cùng với kho báu. Nhưng truyền thuyết nói là công chúa là một người vô cùng xinh đẹp. Có gì đáng cười đâu mà cười. Làm ơn cho mình xin lỗi đi mà. Được diện kiến dung nhan kiều diễm của công chúa thật vinh hạnh. Tự nhiên lại khen ta kiều diễm. Mặc dù là đúng là ta có đẹp thiệt, nhưng mà vẫn thấy mắc cỡ. Doraemon, câu chuyện đâu có giống như người ta kể đâu. Dù sao thì đây cũng là truyền thuyết. Rồi, bây giờ hai người đứng lên đi, chúng ta lên đường. Tụi mình phải kiêng hết đống này sao? Nói vậy chẳng lẽ trong đây chưa tới 3.000 lượng? Theo truyền thuyết thì đúng là chỗ này thật sự có một đám sơn tặc mai phục đúng không? Mấy tên sơn tặc mà xuất hiện thì phải làm sao bây giờ? Sao hai người đi chậm vậy, định lười biếng hay sao? Tự nhiên tôi cảm giác thấy sơn tặc sẽ xuất hiện ở đây. Người nói cái gì vậy chứ? Công chúa tại đây chính là đang trên đường truy lùng tụi sơn tặc đó, có biết không? Là vậy sao? Chậm trễ. Công chúa vẫn chưa tới sao hả? Kính thưa lãnh chúa, thằng được biết công chúa đã xuất phát từ mấy ngày trước rồi. Hy vọng công chúa sẽ không bị nguy hiểm. Ta thật là lo lắng quá. Ta sẽ đích thân đi tìm công chúa, dắt ngựa ra cho ta. Tuân lệnh. Công chúa nói là đã xài hết 3.000 lượng rồi hả? Người nói 3.000 lượng sao? Ta chỉ đem theo 30 lượng thôi mà. Ai đột với người là 3.000 lượng chứ?
là 30 chứ đâu phải 3.000 lượng đâu Doraemon. Câu chuyện càng ngày càng khác xa với truyền thuyết rồi đó. Thì dù sao câu chuyện cũng là truyền thuyết mà. Ta đã lỡ tiêu xài hết số hồi môn rồi, để giết này không bị bại lộ thì chỉ còn cách để cho Sơn Tặc cướp hết đồ. Mà dù có thế nào đây nữa tụi mình cũng tiêu. Ngươi không cần lo lắng, Sơn Tặc xuất hiện các ngươi chỉ cần bỏ hành lý và chạy trốn, cứ nghe theo lời của ta. Không biết mọi chuyện có suôn sẻ không nữa. Ta cảm thấy đói bụng rồi nè. Hay là chúng ta tới quán trà đằng trước ăn đi. Đúng như lời cậu nói đó Nobita, mấy câu chuyện truyền thuyết toàn là bịa đặt không à. Tụi mình đi về thôi. Nhưng mà tụi mình đâu thể bỏ mặt nàng công chúa này ở lại một mình được. Cậu nói nghe cũng có lý á. Nè, các người hãy mau tới đây nghỉ chân một chút rồi đi tiếp. Lấy bánh xếp cho ta. Dạ, lấy mấy cái à. Có bao nhiêu cứ đem cho đây hết đi. Đem hết ra hả? Ta là công chúa có biết không hả? Mau đem hết số bánh ra đây cho ta. Dạ, Thảo Dân đã rõ rồi thưa công chúa. Công chúa à, tụi mình đâu còn đủ tiền. Có vài cái bánh thôi mà, không cần phải lo lắng như vậy. Dạ, đã để quý khách phải đợi lâu. Đây là toàn bộ bánh nếp của quán tôi. Nè, sao có người không ăn đi? Dạ được, vậy không khách sáo. Cảm ơn công chúa nha. Tao cảm thấy buồn ngủ. Mình cũng thấy buồn ngủ quá. Ủa sao tự nhiên hai người lại đi ngủ vậy? Ủa không lẽ là trong mấy cái bánh nếp này có bỏ thuốc rồi? Ây da. Doraemon, cậu tỉnh lại đi. Doraemon ơi. Sao mình lại bị trói vậy? Nói cho cậu nghe nè, tụi mình đã bị bọn Sơn Tặc bắt về hang ổ rồi. Dạ, thiệt vậy sao? Nếu ta đoán không lầm thì tên chủ quán trà lúc nãy và tụi Sơn Tặc chính là đồng bọn với nhau đó. Các ngươi đã nhận ra hết rồi sao? Biết ta là công chúa rồi mà các ngươi vẫn dám phạm thượng sao? Biết cho nên mới bắt chứ. Tụi ta đã tốn rất nhiều công sức để cướp số tiền hồi môn của ngươi. Nhưng tụi ta không ngờ là số tiền đó đã bị ngươi tiêu xài hết sạch từ lâu rồi. Trời, đám Sơn Tặc các ngươi định làm gì ta đây? Tạm thời ta sẽ giam các ngươi ở đây một thời gian. Thế nào rồi lãnh chúa cũng sẽ sốt ruột đi tìm công chúa và đem tiền chuộc tới nộp cho tụi ta. Ta phải làm sao bây giờ? Nếu cứ để như vậy thì chắc chắn ta sẽ đem tới rất nhiều phiền phức cho lãnh chúa. Cậu có nghĩ ra cách gì không hả Doraemon? Bây giờ mình bị trói chặt như vậy, tay chân không nhúc nhích được thì làm sao mở túi thần thời? Đành chịu trận sao? Nếu như ta có cách cởi trói được cho ngươi thì ngươi sẽ có cách sao? Chắc chắn các ngươi sẽ tìm được cách đúng không? Ngươi có dám hứa với ta hay không vậy? Cứ cái đà này chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền chuộc đó nha. Chắc không đó. Liệu lãnh chúa có chịu bỏ số tiền lớn như vậy để chuộc công chúa này không? Ta đã tính hết rồi. Chúng ta sẽ bắt công chúa theo cho tới khi tìm được một nơi an toàn. Người đúng là tính toán chu đáo, không có kẻ hở nào hết. Chỉ dùng răng cắn thôi làm sao mà đứt rồi. Xong rồi. Đứt rồi kìa. Chuyện nhỏ như con thỏ mà, hồi nãy ngươi đã hứa rồi đó. Từ bây giờ ta giao hết mọi chuyện cho các ngươi nghe. Dạ được, xin tuân lệnh. Chiếc dòng xuyên thâu. Mình đi thôi. Cái này hoạt động theo nguyên tắc gì vậy? Cái này hả? Công chúa không cần phải đi đến nó làm gì. Nhưng dù sao đi nữa ta cũng sẽ không tha thứ cho bọn Sơn Tặc đó được. Công chúa cứ yên tâm đi, mọi việc cứ để cho thần. Tụi này nhất định sẽ dạy cho chúng một bài học thích đáng. Châu chấu hối hận. Ủa, gì đây? Ủa? Mình đúng là một kẻ vô cùng xấu xa mà. Ngu ngốc, mình đúng là một thằng. Ê, ngươi bị sao vậy? Không phải lỗi tại ngươi, chính ta mới là người vô cùng có lỗi. Ta đã làm một chuyện rất tệ hại. Chính là ta đây nè. Một chuyện này là sao hả? Công chúa, không cần phải để ý đến mấy chuyện này làm gì. Người nói phải. Bãi kiến công chúa. Đây là hình phạt cho tội dám trói ta. Chắc là công chúa hết ấm ức rồi đúng không Nobita? Giờ đã qua ngày mới luôn rồi ha. Đợi chúng tôi với. Ủa? Ở cái này là đồ công chúa bỏ quên thôi nè. Thôi khỏi, ta không cần những đồ này nữa đâu. Vậy coi như chúng tôi đã trả lại hết hành lý rồi nha. Đợi đã. Ta đã dự tính là để cho họ cướp hết tất cả hành lý lẫn của hồi môn đem theo. Giờ thì ta phải làm sao đây? Hay là đem tất cả quan số hồn nước này là xong chứ vậy? Dạ.
này các người kia, các người có thấy một nàng công chúa xinh đẹp từ xứ khác đi ngang qua đây không? Là sao nào? Người ta chính là công chúa nè. Lão tét, người ta nói chính là công chúa rất xinh đẹp cơ mà. Thiệt chính là công chúa đây mà. Trời ơi sợ quá. Nếu đúng như vậy thì hành lý đưa dâu cũng như của hồi môn của nàng đâu hết rồi. Tối hôm qua, thiếp đã bị đám sơn tặc mai phục, thiếp tào quăng hết tất cả xuống hồ nước kia chứ không để chúng lấy được. Ta hiểu rồi, công chúa đã bị bọn sơn tặc mai phục tấn công và rồi nàng đã ôm tiền gieo mình xuống hồ đúng không? Hả? Không phải như vậy mà. Còn ba người các ngươi chính là nô tỳ theo hầu hạ công chúa chứ gì? Chúng ta mau về lâu đài rồi còn phải lo đi tìm thi thể công chúa nữa. Tướng lĩnh,